bò này mình giao cho khách, anh khách ở Long An, bò đứng bị trong, xịt vô điểm dấu ha, điểm dấu vô cái đít đỏ, xịt đỏ ha. Rồi còn ba con này là về Bình Phước. Rồi là cái con về Long An á, là mà điểm dấu là 23 triệu. 33. Đó. Cầm. Lâu khách là bò này về Lâm Đồng, chuẩn bị xíu lên xe về lời Lâm Đồng bỏ lọc á.